Tại phiên họp thường kỳ tháng 10, lần 5, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Lưu Văn Bản, đã cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics và cảng thủy nội địa tại Ninh Giang. Ông Bản yêu cầu hồ sơ dự án phải làm rõ việc bảo đảm kết nối giữa trung tâm Logistics, cảng thủy nội địa và hạ tầng giao thông chung của tỉnh. Vì dự án sử dụng một phần đất ngoài đê, cần phải tính toán và đánh giá tác động đối với hệ thống thoát lũ và công trình đê theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ông yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang và các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát và xem xét cẩn trọng về tính khả thi của dự án để đảm bảo rằng mục tiêu của dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Phúc và quy hoạch vùng huyện Ninh Giang. Ông Nguyễn Hải Châu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, trong báo cáo về chủ trương đầu tư dự án cho biết, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đề xuất đầu tư xây dựng trung tâm Logistics và cảng thủy nội địa Ninh Giang nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, bốc xếp, lưu giữ và phân phối hàng hóa trong khu vực. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng đầu mối vận tải đa phương thức để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư. Dự án có quy mô gần 27 hectare và nằm tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, với công suất 3 triệu tấn hàng hóa một năm. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính gần 1.400 tỷ đồng, với thời gian hoạt động lên tới 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu dự án được chấp thuận, dự kiến sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong quý 3/2024 và khởi công xây dựng trong quý 4/2024. Trung tâm Logistics và cảng thủy nội địa Ninh Giang sẽ cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức cho các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại huyện Ninh Giang.